Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Hôm nay chúng ta sẽ có một trận tâm ma tại server S820. Và nhắc đến 820 chắc chắn anh em sẽ liên tưởng đến một người anh em, đó chính là Nhớ Nhà. Và hôm nay nhân vật chính của chúng ta sẽ chơi một phái Sùng Tiêu anh em ơi, kết hợp với một Thiên Vương và một Huyền Thủy. Wow, một team vừa có đam, vừa có tăng mà lại vừa có hỗ trợ nữa, quá đẹp anh em ạ. Và chúng ta làm gì khi mà có một bình máu di động và cả một viên máu ở khu vực số 23 này anh em? Ây, không được farm nha, chắc chắn là chúng ta phải đi quét map thôi. Và hiện tại ở cái cụm server này anh em đang bị lắc mid chỉ huy, do đó mọi người phải sử dụng mid kênh đội. Chuẩn bị di chuyển nào anh em ạ? Và chúng ta chuẩn bị di chuyển về khu vực số 22. Thiên Vương và Huyền Thủy đã di chuyển trước rồi, Sung Tiêu qua tiếp tục. Đó là chúng ta xả đam vào đội hình tìm đội bạn, chọn góc đứng thật đẹp anh em ơi. Và tiêu dao đã bị kết thúc. Như vậy với những pha sai trì tiếp theo của Thiên Vương nữa, chúng ta cũng đã cấu được rất nhiều máu của đội hình tìm đội bạn. Tiếp theo đó là các thành viên của mình buộc lòng phải quay trở lại để tiếp tục chờ hồi kỹ năng. Một pha combat đầu tiên khá là thuận lợi cho anh em rồi nha. Chúng ta đã kết thúc được tiêu dao. Bên đội bạn dường như vẫn còn các thành viên khác. Chắc chắn là chúng ta sẽ tiếp tục quay lại để up. Có Côn Lôn di chuyển từ khu vực số 24 sang. Rồi, cái dòng kèo mà nó qua nó chết, nó nhìn đểu kiểu này là mình phải qua mình đập nó thôi anh em ơi. Và chúng ta quyết định tránh xa khu vực số 24, di chuyển về khu vực số 22. Và ở dưới này đã sạch bóng quân thù. Bây giờ anh em tiếp tục ôm farm. Chắc chắn là không farm đâu anh em ơi, bởi vì theo cách đánh của anh em Nhớ Nhà chúng ta rất hổ báo. Và với một cái team rất đẹp như thế này, anh em có sự hỗ trợ của Huyền Thủy, có tăng cơ Thiên Vương nữa thì ngại gì mà farm đúng không? Mình phải đi quét map thôi anh em ạ. Và hiện tại số đội trong bản đồ tâm ma đó là 21 team. Chúng ta di chuyển về khu vực số 8, rất có thể sẽ là một thương nhân. Đúng là như vậy rồi, bật chiêu 3 lên rồi bắn các kiểu con đà điểu. Có tàn kiếm cái bàn nữa, Thiên Vương đã lao vào giới trì và Huyền Thủy đã bật búp lên rồi. Vẫn chưa thấy cái vòng, vẫn đang bị lắc vòng anh em ơi. Không biết là Huyền Thủy có bật búp hay chưa cũng không rõ. Họ nói chung thì búp máu cho anh em trước đi Huyền Thủy ạ. Như vậy bây giờ Sung Tiêu đã có được quyển bí kíp, đó là Lôi Đình Vạn Quân. Một quyển bí kíp rất là quan trọng cho Sung Tiêu anh em ơi. Đó anh em thấy không, một phát bắn 41.000 máu, quá dữ dằn luôn. Và bây giờ chúng ta đã có tiền đề để anh em có thể tiếp tục hộ báo cho cái trận tâm ma này. Một trận tâm ma mà anh em sở hữu được các loại bí kíp cần thiết phải nói là cực kỳ ngon nha. Và chúng ta cảm thấy mình rất mạnh anh em ơi, mạnh cực kỳ luôn á. Bây giờ nè, anh em thử sức mạnh với những loại bí kíp mới cho anh em coi nha. Bắt đầu mở cuộc càng quét cho nó vui nè. Nhưng mà ảo tượng đã xuất hiện rồi, anh em có di chuyển về ảo tượng hay không? Và chúng ta đã quyết định đó là không di chuyển về ảo tượng và up lên cái team, đó là con Cùng Lôn. Nó lúc nãy nó nhìn đĩa mình đây nè, Nga Mi rồi. Xong các kiểu bắn ù một phát mà anh em ơi, còn con Nga Mi nó bốc khói bao lẹ luôn. Và Cùng Lôn cũng đã bị khống chế và không thoát khỏi được những cái đòn xoay trì của Thiên Vương. Trụ team có Nga Mi, có Cùng Lôn mà không chịu đi quét map, ở đây farm hai con đàn bà farm. Nói chứ hai con đó farm không có được nhiều đồ đâu anh em ơi. Anh em tùy theo tính chất của team nha. Ví dụ như team của mình mà với những môn phái không có khả năng farm thì mình đừng farm, phí lắm anh em ạ. Và dường như là cái ảo tượng vẫn chưa được mở. Chúng ta tiếp tục di chuyển về khu vực số 25. Một team cầm tay nha anh em ơi, cẩn thận nha. Wow, Thiên Vương rất hổ báo. Huyền Thủy đã quay trở lại để hỗ trợ rồi, nhưng mà chúng ta đã bị yếu máu, buộc lòng phải rút về khu vực số 24. Quá sát căng. Và bây giờ có lẽ mọi người cần phải tiếp tục hồi máu một viên máu luôn em ạ. Sau khi hồi máu xong thì quay trở lại khu vực số 25 để tiếp tục xử lý cái team kia. Anh em đi tâm ma mình chú ý một vấn đề này, đó là khi mình up một team nào thì anh em cố gắng đánh nhây với nó luôn nha anh em ơi. Tại vì nếu mà mình xác định đội hình bên kia không có khả năng hồi máu thì mình phải đập cho nó tới cùng. Rồi, quay ngược trở lại anh em ơi, chúng ta xử lý cái team đó là Minh Giáo và Dương Môn. Nếu như team nào bạn không chạy thì chắc chắn sẽ phải hỏi hận Thiên Vương. Bật búp, chúng ta lao vào. Như vậy là đội bạn đã thoát về khu vực số 9, Minh Giáo đã nhảy Quỷ Thiên.
và chạy về khu vực số 10 rồi. Sùng Tiêu vẫn tiếp tục đuổi theo, bên này có Huyền Thủy. Như vậy là có lẽ Minh Giáo đã thoát thành công anh em ạ. Chúng ta tiếp tục giao tranh với một Huyền Thủy, một Dương Môn bên này. Wow, Huyền Thủy đã đẩy lui chúng ta ra và làm câm lặng. Tiếp tục là bắn anh em ơi. Huyền Thủy có chạy được hay không khi chúng ta đã hồi chiêu đặt bơm rồi. Và như vậy là Huyền Thủy đã lên 7 điểm số. Dương Môn không làm được gì để cứu Huyền Thủy luôn. Phải nói là quá dở cho Dương Môn. Như vậy là chúng ta đã win một pha giao tranh rất đẹp. Đó. Nó kéo người về anh em ạ. Hôi giọt lẹ nha. Tình huống này không có chơi đâu. Kỹ năng đâu mà đánh. Ôi cứu bồ đi. Phải nói là Thiên Vương và Huyền Thủy rất hộ bảo. Chúng ta tiếp tục phản kèo. Và nếu anh em đã có tăng cơ rồi thì mình chỉ việc đánh thường thôi anh em ơi. Quá tuyệt vời. Quá chắc kèo nha. Phải nói là Thiên Vương với Huyền Thủy rất chịu chơi. Ở tình huống đó Thiên Vương Huyền Thủy đã tăng rất tốt cho bạn Sùng Tiêu chúng ta anh em ơi. Và như vậy là vòng 1 đã kết thúc và hiện tại chúng ta vẫn còn 10 đội trong bản đồ tâm ma. Tiếp tục di chuyển về thường nhân để check map. Hiện tại theo quan sát của mình, số đội trong bản đồ tâm ma này ặc cầm tay rất nhiều anh em ơi. Và chắc chắn hứa hẹn ở vòng số 2 sẽ có những pha PK máu lửa. Ôi ôi Tiêu Dao, thần cơ. Team này là một team treo. Như vậy đã có một đội lên 7 điểm số, đó chính là Tiêu Dao và Thần Cơ. Bây giờ anh em đang cố gắng chờ hồi kỹ năng và chắc chắn mình sẽ di chuyển về Thương Nhân. Thương Nhân ở khu vực số 5. Bây giờ mình sẽ chết nhẹ đồ ăn, sau đó mình sẽ lấn sang khu vực số 6. Rồi di chuyển nào anh em ơi. Đó, hướng di chuyển đã xác định rất rõ ràng để cho các tăng cơ đi trước nha anh em. Mình chơi những môn phái đam, những môn phái máu giấy thì anh em đừng có quá hộ bảo nha. Cứ việc để cho tăng cơ đi trước. Và rất trống tại khu vực số 5 này luôn. Chúng ta sẽ trang bị những quyển tăng cấp bí kíp cần thiết. Lối đình vạn quân để cho mình thêm cái sát thương để anh em có khả năng hồi máu tốt hơn nha. Và bây giờ chúng ta vẫn còn 8 đội trong bản đồ tâm ma. Tiếp tục quay ngược trở lại để tiếp tục chết tài nguyên. Rồi, quyết định đi quét map luôn anh em ạ. Di chuyển thẳng về khu vực số 1 và chúng ta bắt đầu di chuyển lên tới khu vực số 2. Có lẽ mình nên chờ đồ ăn anh em ơi. Ở những server mà bị lock mid chỉ huy như thế này thì đánh tâm ma khá là khó nha anh em. Anh em cần phải thật sự hiểu ý và phải biết được là những người đồng đội của mình đang còn kỹ năng hay không nữa. Đó là vấn đề rất là quan trọng. Tài nguyên ở đây vừa bị chết anh em à, và chúng ta đã có một team Sung Tiêu, Trường Ca Sung Tiêu có quần thể Kim Cang. Như vậy là Trường Ca đã bị khống chế trở lại rồi anh em ơi. Cung Lôn đã di chuyển xuống và Trường Ca lên 7 điểm số. Bây giờ chúng ta tiếp tục bắn Cung Lôn và Cung Lôn chắc chắn hết chạy. Như vậy anh em thấy là Sung Tiêu với cái quần thể Kim Cang đã bỏ của chạy lấy đồng đội. À không, bỏ đồng đội chạy lấy người anh em ạ. Tiếp tục, một con cái bang nhảy rất tuyệt vời. Một phát nhảy đã né được cái chiều khốn lông công của cái bang. Quá sắc căng và bây giờ chúng ta còn 6 đội trong bản đồ tâm ma. Chuẩn bị có ảo tượng rồi anh em ơi. Bây giờ có lẽ là đội hình của chúng ta cần phải tranh giành ảo tượng. Bởi vì vòng số 1 anh em đã không ăn ảo tượng rồi. Mình đã khá là thiệt thòi về lượng tài nguyên nha. Có bao kích cho anh em luôn. Tiếp tục di chuyển lên trên để tìm kiếm còn cái bàn lúc nãy đây rồi. Một con Trường Ca đã bị khống chế. Trường Ca đã bị đóng băng và tiếp tục những phát bắn và Trường Ca hết chạy luôn anh em ạ. Quá khó chịu cho Sung Tiêu. Sung Tiêu là môn phái có khả năng khống chế rất tốt nha anh em. Bị Sung Tiêu khống chế thì phải nói là cực kỳ khó chịu. Bây giờ ảo tượng xuất hiện và chúng ta sẽ di chuyển về đâu tiếp tục đây? Có lẽ là khu vực số 9. Rồi, để cho anh bạn Thiên Vương chúng ta đi trước nha anh em ơi. Có team đó là Huyền Thủy có bạo kích và chỉ có một mình Huyền Thủy thôi. Huyền Thủy đã lên bảng điểm số. Quá đen. Tình huống đó là Thiên Vương có một cái pha xây trì rất đẹp anh em ạ. Bởi vì trạng thái xây trì của Thiên Vương sẽ không bị dính các hiệu ứng, đặc biệt là hiệu ứng câm lặng của Huyền Thủy. Nếu đó mà Thiên Vương không xây trì kịp lúc, có lẽ Huyền Thủy đã thoát thành công.
Bây giờ chúng ta mở xong ảo tượng thì mình sẽ di chuyển về khu vực số 7. Huyền Thủy ơi, từ từ nha anh em ơi, cẩn thận nha. Đúng rồi, chờ chúng ta chờ đi nào. Và rất trống ở bên này luôn. Wow, các team kia họ đang ở đâu ta? Lúc nãy mình thấy rất nhiều. Hiện tại ảo tượng khu vực số 6 vẫn chưa được mở luôn. Bây giờ chúng ta chuẩn bị di chuyển về khu vực số 6, vẫn còn 5 đội. Không lẽ nó đang ăn boss anh em? Như vậy là số 6 đã được mở, chúng ta có một Minh Giáo đã bị khống chế. Và Minh Giáo có chạy được hay không? Minh Giáo đã bật được quỷ thiền thành công. Minh Giáo tiếp tục nhảy về khu vực số 4. Và một chiêu 3, như vậy Minh Giáo đã bị bật chón. Không, Minh Giáo đã hồi được máu và Minh Giáo không lên được ngựa luôn anh em ơi. Quá đen. Cuối cùng thì mình thấy Minh Giáo cũng đã nhảy lên được ngựa rồi. Đây, Minh Giáo đang cố gắng hồi máu, nhưng Xung Tiêu chúng ta cực kỳ hổ báo, vẫn đuổi theo và chúng ta bắt đầu lên ngựa đi đuổi theo. Minh Giáo đã bật quỷ thiền thoát về khu vực số 1. Và như vậy là Minh Giáo đã lên bảng điểm số với chiêu 3 của Xung Tiêu. À không, đó là chiêu 4 anh em ạ. Phá tước Uyên Ương. Phá khước Uyên Ương mới đúng anh em ơi. Phá khước Uyên Ương, và đó là chiêu đó anh em đặt quả bom, sau 2 giây nó sẽ phát nổ nha. Như vậy chúng ta còn 4 đội trong bản đồ tâm ma này. Và 4 đội kia họ đang ở đâu anh em ạ? Không, chỉ có 3 đội thôi. Chúng ta là đội thứ 4. Quá tò mò. Bây giờ chúng ta không biết được những chiến đội kia họ đang ở đâu. Có lẽ là mình sẽ di chuyển sang những khu vực bên ngoài để tìm kiếm những đội còn lại. Và đây là lượt đồ ăn cuối cùng anh em, cố gắng chết đồ ăn nhưng mình phải đi chung với nhau nha anh em ơi, bởi vì vẫn còn khá nhiều team. Chúng ta có một cây bàn ở đây. Quá khó, cây bàn đang ở trạng thái lên ngựa, do đó nó chạy khá lẹ. Đây rồi, cây bàn đã thoát về khu vực số 5 và có lẽ là vòng số 2 sẽ kết thúc tại đây. Bây giờ anh em sẽ tiếp tục check map để kiểm tra các cái team còn lại nha. Và sang vòng số 3 thì mình chỉ việc đi quét map thôi anh em ơi. Đội hình này anh em quét map khá mạnh bởi vì Xung Tiêu có khả năng khống chế tầm xa khá là tốt. Bây giờ chúng ta tiếp tục di chuyển để tìm kiếm team đội bạn. Như vậy khu vực số 4 đã bị chết tài nguyên. Wow, có một con gì đó. Hình như là Xung Tiêu anh em ơi, nó đã thoát về khu vực số 9 rồi. Chúng ta có thần cơ Ý Thiên, wow, một team Ý Thiên nãy giờ núp lùm luôn, đó là Nga Mi, thần cơ cực kỳ căng. Và như vậy có lẽ thần cơ đã bị Thiên Vương chúng ta xử lý. Và thần cơ đã lên bảng điểm số, tiếp tục là Nga Mi, Nga Mi có thoát được hay không? Và Nga Mi cũng đã bị bắn tử vong luôn. Quá tuyệt vời, trận này phải nói là ba thành viên của mình đánh khá hay. Ôi ôi, còn một cái team có Nga Mi thần cơ mà nó núp lùm nãy giờ không thấy luôn anh em ạ. À, ghê nha. Cái team đó nếu như thần cơ mà ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu thì xoáy, phải nói là Xung Tiêu chúng ta rất đau. Bây giờ chúng ta tiếp tục truy tìm hai team còn lại, trong đó có một cái bang và một Xung Tiêu chí tôn ở đây rồi. Và chắc chắn Xung Tiêu hết thoát luôn anh em ạ. À, quá đáng tiếc cho Xung Tiêu. Bây giờ chúng ta chỉ còn một mình cái bang trong bản đồ này. Trận tâm ma phải nói trở nên rất nhẹ nhàng cho anh em từ vòng số 2. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục làm gì đây anh em ơi? Tiếp tục tản ra còn một mình cái bang. Cái bang có khả năng bắt được Xung Tiêu và cả cái bang đó anh em ạ. Giờ đó, cái bang đã mất còn một vạch máu rồi. Và có lẽ trận tâm ma sẽ kết thúc tại đây anh em ạ. Quá tuyệt vời. Video của mình đến đây là hết. Nếu như anh em yêu quý video này, hãy cho mình xin một like, một chia sẻ. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.